Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sôi Động Sân Cỏ của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 13:50 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Vâng thưa quý vị, như vậy là World Cup 2018 đã chính thức khép lại, một giải đấu với nhiều bàn thắng, nhiều bất ngờ và cũng nhiều cảm xúc. Những câu chuyện về kỳ World Cup 2018 sẽ có trong chương trình ngày hôm nay cùng với những nội dung chính sau đây. Vòng 19 V-League, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chấm dứt chuỗi 13 trận không biết thắng. Trải hè bóng đá thiếu niên Toyota xác định 18 cái tên sang Nhật Bản du đấu. Đội tuyển Pháp lần thứ 2 vô địch thế giới sau trận chung kết bùng nổ với 6 bàn thắng. Những hình ảnh hậu trường thú vị của ekip HTV tại World Cup 2018. Điểm qua những bản hợp đồng chuyển nhượng đáng chú ý trước mùa bóng mới. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình Sôi Động Sân Cỏ kỳ này với diễn biến của vòng đấu thứ 19 của V-League 2018. Và cũng giống như là vòng đấu trước, vòng đấu thứ 18, thì ở vòng đấu này, vòng 19 cũng chứng kiến số lượng bàn thắng bùng nổ. Cụ thể là 26 bàn thắng trong 7 trận đấu. Và sau khi cùng nhau tạo nên trận cầu có đến 9 bàn thắng ở vòng trước, thì vòng này hai câu lạc bộ là Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hà Nội cũng đã chứng kiến 6 bàn thắng ở mỗi trận. Nhưng nếu như đội bóng thủ đô phải ngược dòng để có được trận hòa 3 đều thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chấm dứt được chuỗi 13 trận chỉ toàn hòa và thua của mình bằng chiến thắng ngược dòng rất ấn tượng trước câu lạc bộ SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà Thống Nhất. Và điểm nhấn trong trận đấu này không phải là cú hat-trick đến từ tân binh Matias Gonzalez mà lại chính là chiếc thẻ đỏ rất khó hiểu của thủ thành Lê Văn Hưng bên phía đội khách ở phút 77. Phút 76 của trận đấu, thời điểm đội khách SHB Đà Nẵng đang dẫn 2-1. Trọng tài chính Nguyễn Đình Thái cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng quả 11m sau khi Bùi Văn Long phạm lỗi với Matias Gonzalez trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính tiền đạo này ghi bàn sang bằng tỷ số 2 đều. Ngay sau đó, thủ thành Lê Văn Hưng có tình huống đạp người khó hiểu với tiền đạo đối phương. Sau khi hội ý với trọng tài thứ tư, trọng tài chính rút thẻ đỏ với thủ thành này. Đây cũng chính là bước ngoặt của trận đấu. Mất người, xuống tinh thần, đội quân của huấn luyện viên Minh Phương phải nhận thêm 2 bàn thua nữa trong thời gian còn lại. Từ chỗ bị dẫn 0-2, thay cho Toshiya Miura có màn ngược dòng cảm xúc thắng 4-2. Tiền đạo Matias Gonzalez cũng trở thành cầu thủ đầu tiên lập hat-trick cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở giải đấu năm nay. Không chỉ chấm dứt chuỗi 13 trận chỉ hòa và thua trước đó, kết quả này còn giúp đại diện của thành phố Martin Park mở ra hy vọng trụ hạng năm nay. Nhưng niềm vui đã không trọn vẹn với đại diện còn lại của Thành phố Hồ Chí Minh khi câu lạc bộ Sài Gòn thất bại trước sân Khánh Hòa biển Việt Nam. Trong nỗ lực bám đuổi đội bảng Hà Nội, đội bóng phố biển nhập cuộc chủ động, ưu thế của sân Khánh Hòa được cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng của Toure Youssouf vào cuối hiệp 1 và đội 2. Xen giữa 2 bàn thắng này là pha lập công của Trần Trung Hiếu cho đội khách câu lạc bộ Sài Gòn. Giữ vững tỷ số 2-1 cho đến khi trận đấu kết thúc, sân Khánh Hòa biển Việt Nam đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Hà Nội xuống còn 14 điểm. Bởi ở vòng đấu này, đội bóng thủ đô bất ngờ bị đội chót bảng Nam Định cầm hòa 3 đều. Càng bất ngờ hơn khi thầy trò Nguyễn Văn Sĩ dẫn trước 3-0 sau 66 phút nhờ 2 bàn thắng của Pereira Chua Nho và Vũ Thế Vương. Trong hoàn cảnh một chiến thắng sẽ là một bước đi quan trọng trong nỗ lực trụ hạng mùa này, Nam Định đã có trận đấu hợp lý và tự tin trước đội bóng đang dẫn đầu. Khi Chua Nho nâng tỷ số lên 3-0, rất nhiều người đã nghĩ đến một chiến thắng gây sốc của đội bóng Thành Nam trên sân khách. Nhưng câu lạc bộ Hà Nội cũng đã chứng minh được bản lĩnh, sự kiên cường và khả năng vượt khó của một nhà vô địch. Chỉ trong vòng 7 phút, từ phút 81 đến phút 88, lần lượt Quang Hải, Văn Quyết và Văn Hậu tỏa sáng giúp đội chủ nhà giành lại một điểm quý giá. Trận đấu này một lần nữa chứng minh đâu là sự khác biệt giữa câu lạc bộ Hà Nội và những đội bóng khác. Không đội nào có lực lượng nội binh chất lượng, biết cách tỏa sáng và không phụ thuộc vào ngoại binh như câu lạc bộ Hà Nội. Ấn tượng hơn, đa số những cầu thủ nội đều trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của chính câu lạc bộ. Một đội khác cũng gây ấn tượng ở vòng 19 là Sông Lam Nghệ An khi đánh bại đương kim vô địch Quảng Nam để nối dài mạch trận toàn thắng lên con số 7. Mặc dù đội khách mới là những người vượt lên dẫn trước nhờ công Oliveira, nhưng các học trò của ông Đức Thắng không hề tỏ ra nao núng. Nỗ lực tấn công của đội chủ nhà cuối cùng được đền đáp với 2 bàn thắng nhờ công Xuân Thắng và Olaha. Mặc dù bỏ lỡ nhiều cơ hội sau đó, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn có thể hài lòng khi giữ được tỷ số 2-1 chung cuộc. Chiến thắng thứ 7 liên tiếp giúp đội bóng xứ Nghệ từ nhóm chót bảng đã gia nhập nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Kết quả các cặp đấu khác: Hoàng Anh Gia Lai đánh bại sổ số kiến thiết Cần Thơ 3-1 trên sân nhà. Hải Phòng và BKM Bình Dương hòa nhau một đều. Một đều cũng là tỷ số của cặp đấu giữa FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh.
Sau 19 vòng đấu, Hà Nội vẫn đang dẫn đầu, nhưng để cho Sanan Khánh Hòa bị Việt Nam rút ngắn khoảng cách xuống còn 14 điểm. 7 trận thắng liên tiếp giúp Sông Lam Nghệ An vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng thoát khỏi vị trí chót bảng và vươn lên hạng 11 sau chiến thắng trước Đà Nẵng. Thưa quý vị, dù đã chính thức khép lại nhưng kỳ World Cup 2018 chắc hẳn vẫn là chất xúc tác mạnh mẽ cho tình yêu bóng đá của người hâm mộ trên toàn thế giới. Và tình yêu ấy vẫn sẽ tiếp tục được lan tỏa bằng những hoạt động thú vị khác. Và trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2018 chính là một trong số đó. Và sau khoảng thời gian dài tuyển chọn các em ở 4 tỉnh thành, đó là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Gia Lai. Sau đó thì trải qua thêm một tuần tập huấn với sự hướng dẫn của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cùng với lại huấn luyện viên phó, đó là cựu danh thủ anh Phan Thanh Bình. Thì vào cuối tuần qua, buổi lễ bế mạc của trại hè bóng đá thiếu niên Toyota năm nay cũng đã khép lại. Và khi mà giây phút 18 cái tên của 18 em xuất sắc nhất được tuyển chọn sang Nhật Bản du đấu thì cũng là lúc mà chúng ta nhìn thấy được những cái cảm xúc trái chiều thể hiện trên gương mặt của những cầu thủ nhí. Niềm hân hoan, hạnh phúc, nỗi thất vọng hay sự tiếc nuối là những gia vị khác nhau của bộ tiệc cảm xúc trong buổi lễ bế mạc trại hè tập huấn bóng đá thiếu niên Toyota năm 2018. Chứng kiến nụ cười hồn nhiên, háo hức trên gương mặt của 30 bạn nhỏ trước lúc công bố kết quả, có lẽ không ít người đã muốn thời gian ngưng động lại trong giây phút đó. Sẽ không có những cái cúi đầu buồn bã, những giọt nước mắt tiếc nuối. Các bạn nhỏ sẽ không phải nói lời chia tay với bạn mình trong nỗi thất vọng. Thế nhưng, bóng đá là như vậy. Chính những điều không trọn vẹn ấy mới tạo nên sức hút của một thể thao vua. Sau tất cả, biết cách chấp nhận thất bại cũng là một trong những bài học hữu ích mà khóa tập huấn mang đến cho các em. Khá buồn. Mình học được cách sống, cách chơi bóng. Và những cảm xúc của các em ngày hôm nay đã làm tôi rất là cảm động. Những em không được, tôi biết tình cảm của em rất là bối rối. Giống như ngày xưa tôi cũng từng đã bị lỗi, như tôi đã nói trao đổi rồi. 13, 14 tuổi tôi không được tuyển chọn vào năng khiếu. Tôi biết cái tâm trạng đó mà tôi chia sẻ với các em. Nhưng mà 30 em ở đây, khi tôi tuyển tới đây rồi, tôi nghĩ là 30 em đều là được có đủ khả năng để vươn lên bóng đá chuyên nghiệp. Với 18 bạn nhỏ xuất sắc được chọn, chuyến du đấu tại Nhật Bản chính là bước đệm quan trọng trên con đường chinh phục giấc mơ quần đùi áo số. Niềm sung sướng vỡ òa là những gì hiện rõ trên gương mặt của các em khi nghe tên mình được gọi. Không chỉ được giao lưu, thi đấu với bạn bè các nước, các em còn được tiến gần hơn đến môi trường bóng đá chuyên nghiệp và trải nghiệm những điều mới mẻ trên đất nước mặt trời mọc. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc to lớn ấy đã pha chút sự tiếc nuối khi các em nhận ra những người bạn cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập luyện không thể cùng mình đến Nhật Bản. Con là vào top 18, con cảm thấy vui ạ và thấy tiếc cho các bạn. Một tuần vừa qua con rất nhớ nhất là những chuyến đi chơi và tập luyện bộ ích cùng các bạn và huấn luyện viên, có thể nói về tinh thần đồng đội ạ. Và không được lãng lòng ạ, hãy giữ vững đam mê của mình. Sẽ cố gắng tiếp tục để thực hiện ước mơ của mình. Buồn, vui, sung sướng hay thất vọng rồi cũng sớm qua đi. Chỉ có những kỷ niệm đẹp là vẫn theo chân các em trên những chặng đường phía trước. Thay vì bị phân định bởi ranh giới thành công hay thất bại, tất cả các em đều xứng đáng được tôn vinh như những người chiến thắng. Dù có tên trong top 18 hay không, thì các em cũng có quyền tự hào về những gì mình đã làm. Các em đã vượt qua chính mình, tiến một bước lớn trên hành trình theo đuổi đam mê. Và hơn hết, các em đã có được nhiều bài học cùng trải nghiệm khó quên bên những người thầy, người bạn đáng quý. Con chỉ có mới tham gia làm thủ môn cho chỉ mới có 7 tháng thôi. Mà con vào được tới đây là rất là cố gắng rồi. Thì nó là những cái trải nghiệm rất là vui với con. Và cũng con có thêm nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho các giải đấu tới. Rất là vui, rất là tự hào với con. Con sẽ về nhà, con sẽ cố gắng tốt hơn và năm sau con sẽ quay lại thi tốt hơn nữa. Và con muốn trở thành một cầu thủ cho đội tuyển quốc gia giống như anh Văn Toàn.
khi FIFA World Cup lần thứ 21 năm 2018 tại nước Nga đã chính thức khép lại. Và đội tuyển Pháp sau khi đánh bại đội tuyển Russia ở trong trận đấu tranh chung kết với tỷ số là 4-2 thì họ đã lần thứ 2 đoạt được danh hiệu vô địch thế giới. Với Russia thì có thể là họ thất bại, nhưng đây cũng là một giải đấu hết sức là tuyệt vời. Họ đã trải qua một cuộc hành trình lịch sử của họ. Vâng, chúng ta cần phải dành những lời khen cho đội tuyển Croatia. Mặc dù họ đến với giải đấu này không được đánh giá cao, nhưng bằng tinh thần quả cảm ngoan cường của mình cùng với những chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên Zlatko Dalic và dàn cầu thủ rất chất lượng, rất bản lĩnh thì họ cũng đã có được cho mình một giải đấu đáng nhớ. Nhưng rõ ràng là chiếc vô địch thì chỉ có một, và theo tôi thì đội tuyển Pháp vẫn là những người xứng đáng hơn. Lịch sử 5 lần đối đầu, Croatia chưa bao giờ thắng Pháp. Vào năm 1998, khi Pháp lần đầu đăng quang cúp vàng thế giới, thì Croatia cũng là bại tướng của Le Bleus tại bán kết. Lần tái đấu này càng đặc biệt hơn khi đây là trận tranh cúp vàng. Croatia bị đánh giá yếu thế bởi họ đến từ một quốc gia nhỏ bé với muôn vàn khó khăn vì nhiều năm đất nước trong cảnh nội chiến. Thế nhưng vượt qua những nghịch cảnh ấy, người Croatia đã trở nên mạnh mẽ khác thường. Cách họ đến với trận chung kết bằng một tinh thần thi đấu quật cường, quả cảm và gần như bị vắt kiệt sức bởi trận knock-out nào, họ cũng phải căng mình ít nhất là 120 phút. Nhưng tinh thần đã giúp cho Luka Modric và các đồng đội vượt qua những mệt mỏi về thể xác để nhập cuộc đầy quyết tâm và mạnh mẽ. Tuy nhiên, bóng đá là một môn thể thao khắc nghiệt. Đội chơi hay chưa chắc sẽ giành chiến thắng, mà yếu tố may mắn góp phần không nhỏ mang lại thành công. Mandzukic là người hùng giúp Croatia vào bán kết thì lại trở thành tội đồ với pha đánh đầu phản lưới nhà giúp Pháp dẫn trước 1-0. Ivan Perisic nén đau đá trận chung kết, ghi bàn quân bình tỷ số nhưng lại là người để bóng chạm tay giúp Pháp có bàn penalty dẫn trước 2-1. Pháp chỉ có một pha dứt điểm trong hiệp 1 nhưng yếu tố may mắn đã giúp họ có hai bàn dẫn trước. Tại giải đấu lần này, Pháp cho thấy họ là một đội bóng công thủ toàn diện. Một khi người Pháp dẫn trước, họ càng trở nên nguy hiểm hơn khi phía trên là những cầu thủ tài năng. Và rồi lối chơi ấy một lần nữa giúp Pháp phát huy hiệu quả. Những pha lập công của Paul Pogba, Kylian Mbappe đã đánh sụp mọi nỗ lực của Croatia. Dù cho thủ môn Hugo Lloris biếu không bàn thắng cho Mandzukic, nhưng bao nhiêu đó không đủ giúp cho Croatia thực hiện được cuộc lội ngược dòng. Vậy là hành trình trên đất Nga của Croatia đã khép lại với ngôi Á quân đầu tiên trong lịch sử. Tiếc là Vatroni đã không đoạt được cúp vàng, nhưng người hâm mộ Croatia và cả thế giới tự hào về họ. Đầu tiên, tôi gửi lời chúc mừng tuyển Pháp đã trở thành nhà vô địch thế giới. Chúng tôi buồn nhưng rất tự hào. Tôi nghĩ chúng tôi đã thi đấu tốt, nhưng quả penalty đã khiến chúng tôi rơi vào khó khăn. Chúng tôi tự hào và hạnh phúc với những gì mình đã làm được. Còn với huấn luyện viên Didier Deschamps, ông đã trở thành người thứ ba đoạt cúp vàng thế giới ở hai cương vị huấn luyện viên và cầu thủ sau Zaccalo và Frank Beckenbauer. Mọi thứ thật tuyệt vời, các cầu thủ đã làm điều không tưởng, họ còn rất trẻ. Một vài trong số đó vô địch thế giới ở tuổi 19, mặc dù một vài cầu thủ khác đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, 20 năm. Thật sự chúng tôi chơi chưa hay hôm nay, nhưng tất cả vào trận với tinh thần tuyệt vời. Chúng tôi ghi 4 bàn và xứng đáng giành chiến thắng. Croatia đã ngừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường khi lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết World Cup. Trong khi đó, với lần thứ 3 lọt vào trận chung kết, Pháp đã lần thứ 2 lên ngôi vô địch thế giới, một kết quả mỹ mãn với những chú gà trống gô loa. Pháp rất xứng đáng vô địch, nhưng các cầu thủ Croatia là những người hùng cần phải ca ngợi, những chiến binh cống hiến không biết mệt mỏi cho thế bóng đá đẹp và một tinh thần thi đấu ngoan cường. Vâng, kỳ World Cup 2018 khép lại với chiếc vô địch của đội tuyển Pháp và cũng là kết thúc chuỗi ngày ăn ngủ cùng bóng đá của những bình luận viên như chúng ta, phải không anh Đình Khôi? Không biết là một tháng qua thì anh Đình Khôi có những kỷ niệm thú vị nào muốn chia sẻ với quý khán giả hay không ạ? Vâng, với tôi khi mà tham nghiệp bình luận viên thì xem bóng đá như là một cái phần mà để chúng ta có thể vừa trải nghiệm những đam mê nhưng cũng học hỏi rất là nhiều thứ. Và World Cup lần này trên nước Nga cũng để lại rất là nhiều bài học thú vị. Chúng ta thấy là những đội bóng được xem là yếu hơn như là Iran, như là Hàn Quốc, như là Nhật Bản, nhưng mà họ biết tự tin vào khả năng của mình, họ biết tôn trọng đối thủ và chiến thuật hợp lý thì họ vẫn tạo ra được những trận đấu rất là hay. Đó là dành cho những ai như chúng ta trong, có thể là trong công việc, có thể tạm thời chúng ta chưa có được một cái điểm mạnh như là các bạn đồng nghiệp, nhưng mà với tinh thần phấn đấu thì chúng ta vẫn sẽ có ngày được thành công. Bên cạnh đó thì năm nay thì có rất là nhiều bàn thắng diễn ra vào cuối trận. Theo tôi nhớ là khoảng 34 bàn thắng diễn ra từ phút 10 phút cuối. Nó cho thấy là cái sự kiên trì của các đội bóng cũng là một cái bài học dành cho tất cả chúng ta. Không nên bỏ cuộc dù là những giây phút cuối cùng cảm thấy bất lực rồi, nhưng mà vẫn phải cố gắng thì thành công cũng sẽ đến.
rất là nhiều điều thú vị, và quan trọng hơn hết là bản thân đội ngũ HTV cũng đã nhận được những tình cảm tri ân rất là nhiều, sự đồng hành của quý khán giả trên khắp cả nước, và đặc biệt là các vị khách mời với những cái thành phần hoàn toàn khác nhau, từ chuyên gia bóng đá đến nhà báo đến cựu danh thủ, và có cả những cô gái nữa, họ đến từ các ngành kinh doanh, ngành truyền thông, nhưng mà mỗi người đều góp sức cùng với HTV tạo nên một kỳ World Cup theo tôi nói là thật sự là rất là hài lòng đến lúc này. Vâng, đúng là chỉ có tình yêu dành cho bóng đá thì chúng ta mới có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn, cùng nhau nỗ lực để có thể mang đến một giải đấu thành công như vậy. Vâng, và rõ ràng là một tháng qua cũng là khoảng thời gian với những trải nghiệm rất thú vị của ekip, những người sản xuất các chương trình kỳ World Cup 2018 của HTV. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một đoạn clip về hậu trường, những góc nhìn cận cảnh về những người, những bộ phận đã cùng làm nên giải đấu vừa qua để gửi đến quý khán giả. Khi đường phố bắt đầu vắng lặng, phố xá dần chìm vào giấc ngủ. Đó là lúc đội ngũ HTV bắt đầu công việc của mình với đầu óc tỉnh táo nhất. Chỉ có 2 ngày sau khi có bản quyền chính thức vòng chung kết FIFA World Cup 2018, tất cả các bộ phận hơn 100 con người đã chạy đua với thời gian, dồn hết sức mình để có thể mang đến những chương trình bình luận bóng đá trực tiếp trên các kênh sóng HTV một cách ấn tượng và quy mô nhất. Phim trường nhà hát truyền hình luôn sáng đèn phục vụ tất cả các phần bình luận trước, giữa và sau trận đấu của bình luận viên và khách mời. Các tình huống quan trọng của trận đấu, vị trí chạy chỗ của cầu thủ cũng như hướng đi của bóng lần đầu tiên được thể hiện trên sóng HTV thông qua đội ngũ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm. Cùng lúc là phim trường ảo F2 sôi động không kém, với các thông số kỹ thuật quan trọng của hai đội liên tục được cập nhật bằng kỹ thuật đồ họa sắc nét. Có những ngày 3 trận đấu liên tiếp vòng bảng từ tối đến rạng sáng, hay những trận đấu loại trực tiếp kéo dài đến hiệp phụ rồi đá luân lưu 11m. Tất cả mọi người dường như đều bỏ qua hết mệt mỏi để làm việc, để sống trọn với niềm đam mê. Nó chỉ mệt về cơ thể thôi, còn về tinh thần chúng con rất là sung sức, rất là hăng hái, bởi vì World Cup 4 năm mới có một lần, nên là chẳng thấy mệt gì cả. Và hiện tại chúng tôi cảm thấy tiếc nữa. Tiếc từng ngày là cho World Cup cứ kéo dài mãi, 30 ngày chưa đủ chúng tôi. Không chỉ có chương trình bình luận trực tiếp, Ban Thể dục Thể thao HTV còn sản xuất nhiều nội dung đồng hành cùng World Cup tại Nga và ở khắp mọi nơi trên thế giới qua các chương trình Sắc Màu World Cup, HTV cùng World Cup. Có thể nói, đội ngũ đạo diễn, quay phim, kỹ thuật, thiết kế, biên tập viên, bình luận viên đã làm việc hết công suất cả ngày lẫn đêm nhằm đem đến những sản phẩm chất lượng nhất, mang đậm bản sắc đặc trưng Nam Bộ để phục vụ quý khán giả thân thương. Tôi rất là ấn tượng bởi vì cái phần bình luận của những cái bình luận viên ở trên HTV9 thì rất là chuyên sâu về chuyên môn. Và trong đó thì cũng mang cái phong vị miền Nam, cho nên là rất là gần gũi và quen thuộc với tôi. Là nếu mà HTV tiếp tục đầu tư và sẽ có thêm nhiều chương trình hay thì tôi chắc chắn sẽ luôn ủng hộ HTV. Cũng cảm ơn HTV đã chia sẻ cho người hâm mộ có nhiều cái lựa chọn để cùng đồng hành với người hâm mộ trong cái kỳ World Cup này. Bên cạnh những diễn biến đầy sôi động của vòng chung kết World Cup 2018 tại nước Nga, thì trong thời điểm này các câu lạc bộ của châu Âu cũng đã tất bật mua sắm chuyển nhượng trong thị trường chuyển nhượng mùa hè để chuẩn bị cho mùa giải mới. Và tại giải Ngoại hạng Anh thì những đội bóng được xem là nằm trong nhóm Big Six, tức là nhóm 6 đội mạnh nhất, cũng đã trải qua một mùa hè đầy sôi động. Đáng chú ý trong đó thì có câu lạc bộ Arsenal dưới thời của tân huấn luyện viên là Unai Emery, thì họ vừa mang về cho mình bản hợp đồng thứ 5 ở trong phiên chợ mùa hè năm nay. Vâng, không mua sắm rầm rộ như là câu lạc bộ thành London, nhưng dĩ nhiên là những đội bóng khác như là Manchester United, Chelsea, Man City hay Liverpool cũng đã có được cho mình những bản hợp đồng rất đáng chú ý, và chắc chắn là những bản hợp đồng này cũng sẽ hứa hẹn một mùa giải mới rất sôi động và hấp dẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Sau hơn 22 năm dưới sự dẫn dắt của Arsene Wenger, Arsenal bước vào kỷ nguyên mới dưới thời tân huấn luyện viên Unai Emery, và chiến lược gia người Tây Ban Nha đã cho thấy tham vọng chấn hưng đội bóng qua việc đem về sân Emirates đến năm cái tên mới là Stefan Lichtsteiner, Berlino, Skoratis Papatopoulos và mới đây Lucas Torreira cùng Matteo Guendouzi. Trong đó đáng chú ý là Lucas Torreira, tiền vệ phòng ngự người Uruguay đã chơi rất hay tại vòng chung kết FIFA World Cup năm nay. Đây được xem là những sự bổ sung cần thiết cho hàng phòng ngự vốn chơi không thực sự thuyết phục của pháo thủ ở mùa giải vừa qua với 51 bàn thua phải nhận. Sự có mặt của Lucas Torreira kết hợp với Granit Xhaka tạo nên sự vững chắc ở khu vực trung tuyến cho Arsenal.
Trong khi đó, người hàng xóm của Arsenal là Chelsea cũng sẽ bước vào mùa giải mới với những điều chỉnh trên bàn ghế huấn luyện. Sau hai mùa giải gắn bó, Antonio Conte rời sân Stamford Bridge và một nhà cầm quân người Italia khác là Maurizio Sarri được chọn để thay thế. Ngay sau đó, The Blue đã ra mắt bản hợp đồng bom tấn của đội bóng khi chiêu mộ thành công tiền vệ Jorginho, người theo chân ông thầy Sarri rời Napoli đến với nước Anh với bản hợp đồng trị giá 65 triệu euro. Với việc bổ sung thêm một tiền vệ kiến thiết, Chelsea hy vọng sẽ giữ chân nhiều ngôi sao trong đội hình, trong đó có Eden Hazard. Góp công lớn đưa đội tuyển Thụy Sĩ vào đến vòng 1/8 tại World Cup năm nay, Seran Sakiri đã thuyết phục Liverpool đưa anh về sân Anfield từ Stoke City. Tiền vệ 26 tuổi là bản hợp đồng thứ 3 của The Club trong phiên chợ hè năm nay, sau Fabinho và Naby Keita. Đến lúc này, Liverpool đã chi hơn 150 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Sau những thành công tại UEFA Champions League mùa giải vừa qua khi vào đến trận chung kết, Liverpool cho thấy tham vọng một lần nữa khẳng định là vị thế của một trong những đội bóng giàu truyền thống bậc nhất xứ sương mù. Không kém cạnh với các đối thủ top trên, hai đội bóng thành Manchester cũng đang ráo riết bổ sung cho mình những bản hợp đồng trước thềm mùa giải mới. Sau thời gian dài theo đuổi, Manchester City cuối cùng đã có được sự phục vụ của Riyad Mahrez từ Leicester City. Tiền vệ người Algeria trở thành bản hợp đồng kỷ lục của đội bóng với giá trị lên đến 67,8 triệu euro. Mùa giải 2015-2016, Riyad Mahrez nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của BFA và đăng quang chức vô địch giải ngoại hạng Anh cùng Leicester City. Anh trở thành mục tiêu theo đuổi hàng đầu của nhiều đội bóng lớn trong mùa giải vừa qua. Người hàng xóm của Manchester City, Manchester United lại tỏ ra khá lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng lúc này chỉ mới đem về sân Old Trafford những cái tên còn khá mới mẻ như Fred hay Diogo Dalot. Nhưng trước cơn bão, bầu trời thường yên tĩnh một cách lạ kỳ. Với việc chỉ còn hơn một tháng nữa, mùa giải Premier League 2018-2019 sẽ chính thức khởi tranh. Chắc chắn các đội bóng Anh sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sôi động sân cỏ của chúng ta ngày hôm nay, và chắc chắn là một mùa giải ngoại hạng Anh 2018-2019 đang chờ đợi chúng ta phía trước, và HTV cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý khán giả để mang đến những trận cầu hấp dẫn của giải đấu này. Và hy vọng là tất cả quý khán giả sẽ tiếp tục đồng hành cùng HTV như những vòng chung kết lớn gần đây, mà gần nhất chính là World Cup 2018. Và đến đây thì chương trình sôi động sân cỏ kỳ này của chúng tôi xin được phép khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.